Italia cũng là một lựa chọn khá là tốt, tại vì đội hình của Hanwha Esports bây giờ lướt rất là nhiều, gần như nguyên cái đội hình của bên phía Hanwha sẽ lướt vào, đều có những kỹ năng lướt vào cả. Thì việc có một cái tấm thảm bất ổn để có thể hạn chế sức mạnh của những vị tướng độ cơ động cao từ bên phía của Hanwha Esports sẽ là một cái công cụ vô cùng quan trọng dành cho bên phía của T1. Nhưng mà cũng sẽ khá thú vị, bởi vì với Talia thì thật ra bạn cũng chỉ có một công cụ duy nhất thôi là những tình huống đặt thảm đó. Và bất kỳ một pha đặt thảm sai nào sau đó, gần như là đội hình của T1 chỉ còn một thứ để đánh lùi là cái sóng thần mà thôi. Nếu như cả hai công cụ đó đều vô hiệu hóa, bị vô hiệu hóa, thì khả năng càng vào đến từ Akali Wukong với lại con Yumi nó hơi bị ghê. Các bạn thân mến, đây là ván đấu thứ hai cuộc đối đầu giữa T1 và Hanwha Esports trong khuôn khổ của LCK mùa xuân năm 2023. Giải đấu được nắm giữ bản quyền của Esports và chúng tôi rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ các bạn cho kênh phát sóng chính thức của giải đấu bằng cách là hãy để lại một like cho luồng trực tiếp mà các bạn đang xem, cũng như là một follow, một sub dành cho những kênh mà các bạn đang theo dõi giải đấu của chúng tôi. Họ đang phải đối mặt cùng với tình huống khởi động rồng đến từ phía T1, nhưng đây có lẽ sẽ những mục tiêu họ bắt buộc phải buông bỏ. Tôi nghĩ một cho đến hai con rồng đầu bên phía của Hanwha Esports sẽ có thể cân nhắc việc buông bỏ nó trước những sức mạnh đến từ bên phía của T1. Nhưng sứ giả thì họ có thể sẽ cân nhắc đánh ở thời điểm cấp độ 6 của Ngộ Không. Đó là một vị tướng cũng có khả năng giao tranh rất mạnh, và Glitch đang muốn tranh chấp trừng phạt với đối phương nhưng không được. Áp lực là quá lớn, nếu tiến ra đây anh ta hoàn toàn có thể là mục tiêu được chọn cho tình huống tấn công của T1. T1 vừa rồi cũng nhá ra phía sau lưng trụ của Hanwha ở đường dưới để nhắc nhau rằng là Glitch đang ở đó. Thời điểm cũng như mà cái dự đoán của họ được đưa ra tôi nghĩ cũng khá là chính xác. Do đó thì lại là câu chuyện 3-3 đường dưới. Sau khi cánh trên không còn mục tiêu nào thì Glitch với lại Honor thay nhau xuống để có thể kiểm soát tầm nhìn. Glitch đang cố gắng phá mắt, nhưng mà chắc chắn là Honor muốn giữ. Honor đang bị giữ chân lại, Viper đang tràn lên. Đó là sóng thần được thả ra, Thủy Ngục cũng thành công, và đó là chiến công đầu dành cho Honor. Sau đó Zeka cũng bị dính quăng địa chấn, nhưng mà ta có đồng đội hỗ trợ sử dụng sát chiêu hoàn hảo, có được điểm hạ gục. Đã có được cú phong linh đến từ Viper, những sức mạnh đã có, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian mà anh ta chưa có lại những phép bổ trợ, họ sẽ cần phải né giao tranh với bên phía của đối phương. Glitch đang có định giao tranh à? Anh ta tính đi bộ vào cướp rồi đi ra, nó không dễ đến như vậy. Và Glitch cũng chưa vào đủ tầm để có thể sử dụng trừng phạt lên con rồng vừa rồi. Và mặc dù T1 bấm B về sớm, nhưng vì cái lượng tiền hiện tại trên người của GUIC nó quá ít đi nên anh ta chưa hoàn thành sơ đồ thần thoại. Họ muốn bắt một con Akali còn bom khói à? Ui, họ dùng rất nhiều thứ và anh ta dùng luôn tóc biển, nhưng đó là sát thương cuối cùng đến từ cái thiêu đốt của Keria ngay đúng thời điểm mà có sứ giả. ZK đã nằm xuống, tức là pha giao tranh này Hanwha không thể làm được gì cả. Họ cũng không chắc có đổi được con rồng hay không, bởi vì rồng còn tới 15 giây nữa mới xuất hiện. Tốc độ ăn sứ giả của T1 đang là rất nhanh, và để xem là Glitch pha này anh ta sẽ phản ứng như thế nào. Không có mạng dành cho Gumayusi, họ đầu tư tổng cộng là 3 cú chiêu cuối cho tình huống vừa rồi cùng với tốc biến của Honor để có mạng của ZK. Và mạng nó rơi vào tay của Keria. Nhưng sau con sứ giả này thì bên phía T1 đã quyết định là gọi nó tại cánh trên bản đồ để có thể lấy tiền dành cho Gumayusi, chứ không phải là cạnh tranh con rồng nguyên tố thứ ba của ván thi đấu này. Họ chấp nhận mất rồng 3 cho bên của Hanwha Esports, nhưng đó cũng chỉ là rồng 1 cho Hanwha mà thôi. Và macro tốt quá, họ đã tận dụng được một đúng cái thời điểm sử dụng cái tả sông hỗ đột giữ chân lại chỉ một nhịp. Khi đó thì mặc dù vẫn đang trong cái tầm của W, nhưng mà quăng địa chấn thì bạn có thể chọn vị trí chứ không phải là chọn mục tiêu. Họ vẫn có thể cô lập được ZK trong tình huống tấn công này. Đó là một pha trồng rất nhiều sát thương và hiệu khống chế đến từ bên phía của T1, và ZK đã bị nằm xuống với sát thương cuối cùng thuộc về thiêu đốt của Keria. Buma cũng rất là chắc cốp, anh ta biết rằng mình sẽ là mục tiêu số 1 mà Hanwha nhìn thấy, cho nên là lên nỏ tử thủ đã có để có thể cố gắng được chút xíu an toàn trong những pha giao tranh tiếp theo. Kingen hút, Keria vẫn có thể đi bộ về được, Kingen vẫn đang tràn lên. Và anh ta đang đứng trước mặt đội hình của T1, anh ta tự tin đến như vậy sao? Và anh ta tốc biến xuống, vẫn đang sống nhưng dắp tới với thần cá sấu, và Kingen chạy về không được. Sát thương cuối cùng sẽ đến từ anh là những pha quay thật. Faker vẫn chưa có được sát thương dứt điểm, và anh ta bị giữ chân lại bởi Glitch. Sau đó là ZK lao vào dứt điểm được dắp, hóa dương hiệu triệu hút tới. Và đội hình giao tranh của Hanwha Esports có được chút xíu lợi thế. T1 không đủ sát thương để có thể kết liễu con đòn của Kingen tại thời điểm mà người chơi đứng trên Hanwha Esports tưởng chừng như đã có một bước chân lầm lạc. Anh ta vẫn có thể giật về một chấm máu, và người nằm xuống lại là con cá sấu của Zeus. Người có mạng chính là Akali trong tay của ZK với sát chiêu hoàn hảo lần hai. Anh ta phải lên một cái thiên thái dương trước, sau đó thì anh ta hướng tới mảnh của giáp gai. Và bây giờ anh ta đã có dịch chuyển trở lại, càng sớm càng tốt, nhưng đồng đội đã mất thế rồi. Lít. Dịch chuyển được dùng đến từ Kingen. 50-50. Rồng hồi máu kia vẫn ăn được.
sau đó thì Kingen có mặt ở đây, người đang bị kẹt ở trong hang rồng đó là Faker và Honor. Honor quyết định đấm thẳng ra để mở đường máu cho Faker, người đang bị kẹt lại trong đó, chân cuối được mở. Và Zed cũng bật thần cá sấu lên để cố gắng dắt Faker về, nhưng đó là một tình huống mà Zed lao thẳng vào đối phương và anh ta nằm xuống. Sau đó Honor cũng lao vào để giúp đồng đội của mình lui và anh ta cũng nằm luôn. Faker vẫn kẹt lại, bắt buộc phải dùng tốc biển. Phải giao tranh thành công dành cho bên phía Hanwha và họ có thể côn Baron. Vừa rồi là một nhịp bấm B về, mặc dù là trễ đến từ Kingen để có được cho mình cái ngọn đốt thánh quang, nhưng anh ta vẫn kịp có được nó để dịch chuyển trở lại. Khi dịch chuyển trở lại thì Tiêu Ăn chưa ăn xong con rồng vừa rồi, và khi con rồng dần ngược trở lại hồi máu thì Honor đã không có đủ sát thương trừng phạt để dứt điểm nó. Và bây giờ thì Faker đang muốn gỡ, nhưng quang địa chấn của anh ta chỉ trúng vào cái bóng của Clip mà thôi. Clip mất máu hơi nhiều. Yumi của Live lại đang ở một trạng thái năng lượng vô cùng tệ, và chúng ta cũng thấy là hồi nãy khi mà nhìn vào trang bị của Zed là gần như là thuần sát thương. Nếu như anh ta không làm choáng được Viper thì thực ra Viper cũng cho anh ta lên bảng rất nhanh. Live là người đang bị mất rất nhiều máu, hỏa dùng hiệu triệu được kéo, và đó là Faker, người đang bị giữ chân lại không có tốc biến, xung kích bỗng cháy thành công và Faker nằm xuống. Một thời điểm vô cùng nhạy cảm, nhưng liệu với những gì còn lại, Hanwha có đủ sức đan Baron hay không? Câu hỏi đặt ra liệu rằng việc mất đi ba chư cuối quan trọng tại thời điểm này thì Hanwha Lightsport có tự tin bước vào Baron hay không đây, hay họ sẽ lại một lần nữa giật về để chờ ngưỡng sức mạnh phía sau. Họ đang muốn tạo một thế lý thuận lợi tại khu đường dưới để hướng tới tình huống giao tranh sau, vì họ biết được rằng lúc này JK đang ở một cánh đầy lẻ mà anh ta không gặp quá nhiều khó khăn trước phía của T1. Không có bất kỳ thành viên nào của T1 đương cự lại được với Arcane cấp độ 16 của anh ta cả, và đang là một tình huống di chuyển bọc đầu. T1 muốn thực hiện một pha out macro bằng tình huống rớt thẳng lên khu vực Baron ở cánh trên bản đồ, chấp nhận mất dòng 3 trên phía Hanwha Lightsport. Tốc độ ăn của họ liệu rằng có đủ nhanh hay không đấy, khi mà đó là cú dịch chuyển ra phía sau để đối phương đến từ JK. Họ coi như là bỏ con rồng để lấy cái dịch chuyển của JK, sau đó đánh vào khu vực đường giữa nơi mà Kingen đang là người đứng cao. Nhưng Kingen rất tự tin thả Lai đi bộ về trước mặt đội hình của T1. Anh ta biết rằng nếu như kỹ năng được dùng vào mình thì sẽ là rất nhiều khoảng trống cho đồng đội. Thanh trường đẩy vào người của Zed, hỏa dương nghiệp liệu cũng được đẩy, và Zed là người bị cô lập. Anh ta không có nhiều khả năng chống chịu và bị bốc hơi ngay lập tức. Đây đã là lúc mà Hanwha Lightsport có thể nghĩ về những mục tiêu tiếp theo sau khi có lợi thế về người, nhưng họ vẫn đang rất cẩn trọng. Họ đang nhìn thấy cái trụ trước khi là tiến vào Baron. Đó là một quyết định chính xác đến từ phía Hanwha Lightsport. Họ biết được rằng đối phương có tốc độ ăn Baron như thế nào với đội hình như thế này, và họ quyết định ăn con rồng một cách rất chậm rãi. Nhưng cách mở ra bên phía T1 không làm khó được bên phía của Hanwha Lightsport, và hãy nhìn cái sự tỉnh táo, cái sự bình tĩnh đến từ Kingen. Còn đây là pha mà T1 đang muốn làm cái gì đây? Họ thiếu người và họ quyết định ép Baron. Đối phương dịch chuyển trở lại là 5 đánh 4 tại Baron nha. Rất là nguy hiểm. Clip ở ngay phía trên, Kingen đang đi bộ vào, ta thậm chí có thể của T1, và đây là thảm họa thật sự. Con Baron sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của T1. Họ có được nó, nhưng Guma Yushi nằm xuống. Con Baron này có thể là một con Baron rất đắt. Một con Baron mà tôi không biết sẽ âm biết bao nhiêu tiền, và cái lượng nội tại của Guma Yushi thôi rồi. Kiếm củi 3 năm đốt đúng 1 giây. Anh ta nhặt dìu từ đầu bắt đầu đến bây giờ, sau 30 phút nhặt dìu được khoảng chừng 800-700 số nội tại. Thì do tình huống nằm xuống vừa rồi nó chẳng còn bao nhiêu cả. Thần cá sấu được bật, nhưng mà Zed rất là mỏng, anh ta lên thuần sát thương. Và do đó, Viper có thể bắn anh ta một cách rất gọn gàng. Zed quyết định tốc biến lên Odin, nhưng mà sát thương của ta liệu có đủ hay không? Anh ta đã làm được, Zed có được điểm hạ gục. Nhưng sau đó thì ta cũng phải trả giá, và Honor cũng kẹt lại. Đội hình của Hanwha Lightsport cũng sẽ phải đi theo người đồng đội của mình. Đó là trụ và mạng dành cho bên phía của Hanwha Lightsport. Và đây là một tình huống T1 bắt buộc phải đánh thôi. Đây là dòng nguyên tố thứ tư cho phía Hanwha Lightsport rồi. Nhưng đánh như thế nào thì lại là câu chuyện khác. Dịch chuyển ra phía sau để đối phương đến từ JK. Honor đang có ý định đánh tập hậu, nhưng mà anh ta sẽ bước lên một con mắt kiểm soát và lao lên đến từ Kingen. JK tiếp cận tuyến sau, cô lập Faker. Faker đang phải chống cự với lại JK. Còn phía trên thì Zed bị hủy diệt rất nhanh. Sau đó thì tuyến sau của T1 cũng tan vỡ hoàn toàn. Double kill dành cho Viper. Sau đó Guma Yushi cũng nằm xuống. JK phá hủy hoàn toàn hậu tuyến của T1. Guerrilla sẽ là phần thưởng tiếp theo. Faker là người duy nhất còn sống sót cố gắng chống cự, nhưng pha chặn tường này của Faker cứu được Guerrilla, nhưng có cứu được ván đấu hay không thì tôi không chắc. Tôi nghĩ rằng Faker cũng đang phải nghĩ đến chuyện là mình sẽ là người gặp nguy hiểm tiếp theo cho tình huống này. Hạt thông nổ có cứu được Faker hay không? Câu trả lời có lẽ là không. Có lẽ sẽ là không đầu, khi mà khả năng đu bám đến từ một Wukong có Yumi trên người là quá mạnh mẽ. Một mình Keria là người sống sót. Và bây giờ thì anh ta có cầm chất tướng là cái gì đi chăng nữa cũng không thể nào cứu đổi T1 khỏi ván này rồi. Một tình huống đẩy sóng thần ra không có bất kỳ một tác dụng nào cả. Ngay cả là giải quyết lên bên phía của Hanwha Sport. Có thể là họ chưa dứt điểm được trong nhịp đẩy này, nhưng họ sẽ lấy toàn bộ những cái nhà lính của T1. Một tiền đề quá tốt để hướng tới chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ hai này dành cho bên phía của Hanwha Lightsport. Biết khu vực đường trên đang có thể là mục tiêu được chọn, vì trong tay của Honor sắp hồi lại tả sư ngũ đột và anh ta đang có định bắt lẻ Clip. Nhưng có cách nào để anh ta giữ chân được con ngộ không này của Clip lại đây? Còn Honor thì đang đứng dình với một ý định cướp Baron. Quả này nếu mà anh ta cướp được thì không biết là có thay đổi được gì nhiều hay không. Không có thông tin, không có tầm nhìn.
làm gì có tầm nhìn nào trong đó để cho anh ta cướp. Và có thể chúng ta đang nhìn thấy một ván đấu thứ ba trong cặp BO3 này giữa bên phía của Hanwha Esports và T1, khi mà chênh lệch giữa hai đội lúc này sẽ là rất lớn. Lượng sát thương hiện tại của T1 sẽ không giải quyết được Kingen, mà đó là một Kingen hiện tại thực á. Nãy giờ tôi mới nhìn thấy là anh ta còn chưa xong món lớn thứ ba nữa kìa. Ừ, rất trâu, nhưng vẫn quá trâu. Bây giờ còn có thêm cả linh hồn dẫn nữa thì đây đúng là một con on bất tử ở trong tay của Kingen rồi. JK thì đã 5 món cấp 18. Bây giờ vấn đề có lẽ chỉ là thời gian. Honor nãy giờ cứ liên tục tìm những cái góc tạc, nhưng mà tôi nghĩ rằng anh ta có lao R vào thì trên đường R anh ta cũng nằm luôn. Thanh Trừng lấy nhẹ khoảng chừng 30% máu của Gumi UC. Sau đó với bùa lợi Baron, Hanwha Esports đang tiến vào ở cả ba đường. Họ làm nốt phần việc đang làm dang dở hồi nãy, đó là hai nhà lính ở hai đường cảnh và bùa lợi Baron kết hợp với ba cửa siêu cấp. Tôi không nghĩ T1 có thể chống cự được. Tôi vừa nhìn thấy một đòn chí mạng đến từ Guma, hình như lấy tầm 300 máu Kingen. Với một con on tầm 6.000 máu thì anh ta phải ném bao nhiêu loạt đạn để có thể giết được con on phía bên kia đây. Quá khó khăn, và ba đường lính siêu cấp đẩy vào, T1 đang đứng trước nguy cơ bị thua ván thi đấu này. Một cú hỏa dương hiệu triệu không trúng ai cả, nhưng ít nhất nó đẩy rớt về phía của Viper và khiến cho đường trên của T1 bắt buộc phải lao ra. Nhưng mà anh ta lao ra trong tuyệt vọng, bấm đồng hồ phía bên này. JK đang cũng có đồng hồ. Kingen hất tung được Guma Yoshi và xạ thủ của T1 không được chơi game. Anh ta bị thất lên hất xuống liên tục. Và pha giao tranh hủy diệt dành cho Hanwha Esports, chúng ta sẽ phải có ván 3. Hanwha Esports không đơn giản như vậy, họ mặc dù đang có một thành tích vô cùng bết bát trên bảng xếp hạng với chỉ một chiến thắng sau 4 vòng đấu, nhưng ngày hôm nay T1 ván 1 thắng họ cũng cần tới hơn 40 phút, và ván thiếu thứ hai họ đã chính thức bị đánh bại bởi Hanwha Esports.